Đối với phần lớn người mắc hội chứng ngưng thở khi ngủ, lựa chọn duy nhất là sử dụng máy trợ thở áp lực dương liên tục CPAP. Thiết bị này cung cấp áp suất không khí thông qua một mặt nạ được đặt trên mũi trong lúc ngủ. Áp lực của không khí thở là liên tục và có phần lớn hơn của không khí xung quanh, chỉ là đủ để giữ cho đường hô hấp trên thở. Điều này ngăn ngưng thở và ngáy. Máy trợ thở không phải là phương pháp điều trị bệnh mà chỉ dùng để hỗ trợ nhằm cải thiện sự thở, duy trì chất lượng sống cho người bệnh. Thiết bị được cấu tạo nhằm mục đích tạo ra một dòng khí với áp lực vừa đủ để đưa thể tích khí vào phổi cho người bệnh, giúp cho phổi thực hiện sự trao đổi khí với người bệnh ngưng thở khi ngủ hoặc thở không hiệu quả. Sản phẩm máy trợ thở Redmark G2 BiPAP Y25T là máy hỗ trợ hô hấp đơn giản cho những bệnh nhân có vấn đề về đường thở. Máy này thường được sử dụng trong các trường hợp như bệnh nhân bị béo phì, hội chứng ngưng thở khi ngủ. Cấu tạo và cách vận hành của máy trợ thở cũng khá đơn giản, có thể tự sử dụng tại nhà mà không cần những thiết bị hỗ trợ hoặc đào tạo chuyên sâu nào khác. Nói về ưu điểm và tính năng, máy có màn hình màu 3.5 inch hiển thị dạng sóng áp lực và luồng khí theo thời gian thực. Chức năng đo nồng độ oxy hiển thị độ bão hòa oxy trong máu và nhịp tim và sử dụng công nghệ eScoreMark thông minh. Bên cạnh đó, dữ liệu được mã hóa tuân theo mã QR, Google Play hoặc App Store được dùng để theo dõi, rất tin cậy, hiệu suất cao, chứa đựng nhiều thông tin giúp người dùng có thể xem được dữ liệu của mình. Khoang chứa nước có thể tháo rời và đổ nước vào một cách dễ dàng khi mở. Phụ kiện sản phẩm gồm có một túi đựng sản phẩm, một mặt nạ, thân máy, dây điện, bộ chuyển đổi điện, hướng dẫn sử dụng, ống nói. Để mua hàng, quý khách vui lòng truy cập vào website siêuthiyte.com.vn hoặc qua hotline 0985 99 99 29. Xin cảm ơn quý khách.